tâm nguyện của mẹ ca nương Tú Thanh trước khi đưa con đi hỏa táng. Sáng ngày 2 tháng 7, lễ viếng ca nương Tú Thanh diễn ra tại nhà riêng ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Dự kiến 16 giờ cùng ngày, gia đình sẽ đưa linh cữu ca nương Đặng Tú Thanh đi hỏa táng tại Đài Hóa Thân Hoàng Vũ, Ninh Hải. Vì những lý do khách quan mà bố mẹ Tú Thanh ở nước ngoài không kịp về nhìn mặt con lần cuối và lo tang lễ cho con gái. Theo tờ Dân Việt, tâm nguyện của mẹ Tú Thanh là trước khi đưa con gái đi hỏa táng sẽ phát bài sám nguyện, một bài nhạc Phật mà cô bé thu âm năm 2021. Được biết, đám tang của ca nương Tú Thanh không kèn trống, không vòng hoa, chỉ có tiếng niệm Phật và gia đình không nhận tiền phúng điếu. Thông tin thêm về vụ tai nạn của ca nương nhí Đặng Tú Thanh. Trước đó, vào sáng ngày 1 tháng 7, Công an quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng nhận tin báo vụ tai nạn xảy ra trên đường ven biển Hải Phòng-Thái Bình, đoạn qua địa phận phường Minh Đức thuộc quận Đồ Sơn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận vụ va chạm giữa chiếc Mazda trắng biển kiểm soát 15A59004 với một xe máy loại dưới 50cc. Vụ va chạm mạnh khiến Đặng Tú Thanh tử vong vì đa chấn thương, mất nhiều máu. Chị gái của em là Đặng Tú Uyên, sinh năm 2006, bị thương nặng, được đưa lên Hà Nội cấp cứu. Đầu ô tô Mazda biển kiểm soát 15A59004 cũng hư hỏng nặng phía bên ghế lái. Được biết, Đặng Tú Thanh được coi là hiện tượng khi tham gia loạt game show truyền hình như Biệt Tài Tí Hon, Người Hùng Tí Hon, gương mặt thân quen nhí, với diễn xướng tự tin nhiều môn nghệ thuật cổ truyền như ca trù, chèo, sẩm, được người hâm mộ cả nước đánh giá cao. Năm 2016, khi mới 7 tuổi, Đặng Tú Thanh được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục nghệ sĩ hát dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất. Những năm gần đây, Tú Thanh được bố mẹ cho học thêm về cách hát dân ca, hạn chế biểu diễn ở các sự kiện mang tính thương mại, chủ yếu tham gia biểu diễn nghệ thuật ở địa phương, nhất là các chương trình từ thiện. Trước khi bị tai nạn, Đặng Tú Thanh, học sinh lớp 8B10, trường trung học cơ sở Ngô Quyền, Hải Phòng, được đánh giá là một học sinh ngoan, lớp trưởng gương mẫu, trách nhiệm, được thầy cô và các bạn yêu mến. Theo lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn, nơi xảy ra vụ tai nạn là đoạn đường thuộc dự án đường bộ ven biển Hải Phòng-Thái Bình với chiều rộng 24m, mới làm xong lớp nhựa mặt đường, chưa được lưu thông chính thức. Khu vực này thực tế là công trường đang thi công, chưa có đèn tín hiệu giao thông, biển hướng dẫn, cảnh báo, có nhiều chướng ngại vật, nhất là rào chắn cứng bằng bê tông chưa được sắp đặt theo trật tự. Tuy nhiên, theo một cán bộ thuộc dự án trên, do tuyến đường qua khu vực dân cư đông đúc, có nhiều người dân sinh cắt ngang nên không gian rộng nên đơn vị thi công không kiểm soát hết. Hàng ngày có nhiều người và phương tiện tự phát đi lại trên tuyến đường này. Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Minh Đức cho biết, tuyến đường ven biển từng xảy ra nhiều vụ tai nạn và đã có người tử vong. Tú Thanh không phải nạn nhân duy nhất tử vong khi giao thông trên cung đường này. Đặc biệt, từ đường dân sinh ra tuyến đường ven biển bị chênh lệch cao độ, che khuất tầm nhìn rất nguy hiểm. Chính vì vậy, địa phương đã từng đề xuất các cơ quan chức năng dựng rào chắn, cấm hoàn toàn phương tiện vào công trường để đảm bảo an toàn. Trở lại với vụ tai nạn, ngày 2 tháng 7, nạn nhân Đặng Tú Thanh được an táng theo phong tục địa phương trong nỗi tiếc thương vô hạn của rất đông người thân, bạn bè, thầy cô và người dân. Bố mẹ Đặng Tú Thanh hiện đang làm việc tại nước ngoài, biết tin các con gái gặp tai nạn nhưng không về kịp. Còn nạn nhân Đặng Tú Uyên hiện được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, đã hồi tỉnh nhưng chưa được thông báo về cái chết của em gái.